Theo lời ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời truyền thông trong nước, con số hơn 200.000 cử nhân mới ra trường và thạc sĩ thất nghiệp được đề cập là của năm 2016. Bên cạnh đó, một thống kê khác do báo VN Express đưa ra, vào tháng 9 năm 2016, cả nước có hơn 200.000 người thất nghiệp thuộc nhóm trình độ đại học. Thống kê này còn cho biết, đây chính là nhóm có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất. Nhận định về tình trạng những người tốt nghiệp đại học nhưng không tìm được việc làm trong nước, ông Chu Tiến Dũng, giám đốc công ty phần mềm Quang Trung, đưa ra ý kiến của ông trên vai trò của một nhà tuyển dụng lao động. Phần lớn thì các công ty họ tuyển chọn thì họ cũng không đặt ra cái tiêu chuẩn là phải là cử nhân thạc sĩ hay là các cái bằng cấp, mà quan trọng nhất là họ có khả năng và kỹ năng làm việc để đáp ứng cái yêu cầu của cái công việc. Theo phân tích của ông Chu Tiến Dũng, có thể hiểu số người chưa tìm được việc làm vì chưa đáp ứng được yêu cầu công việc do các công ty trong nước đưa ra, đó là kỹ năng và khả năng. Ngoại trừ điều kiện tuyển dụng có những yêu cầu cụ thể khác, như ông Chu Tiến Dũng nói là mỗi công ty có một tiêu chuẩn khác nhau. Hiện nay là công việc của tư nhân những năm gần đây là phát triển rất là mạnh. Một năm là tăng trưởng đến khoảng 30%, nhu cầu là làm việc là ngày càng nhiều. Tuy nhiên thì để đảm bảo được cái điều kiện làm việc ở trong các công ty phần mềm, mà mỗi một công ty họ sẽ đưa ra những cái tiêu chuẩn do những cái công việc của họ là khác nhau. Nhưng mà nhìn chung là tại công viên phần mềm Quang Trung thì có cái đòi hỏi cao hơn so với người khác. Thế nên cũng có những bạn học ra thì đáp ứng được yêu cầu đó, cũng có những bạn thì chưa đáp ứng được yêu cầu như vậy. Một trong những nguyên nhân dẫn đến người có bằng cấp cử nhân, tiến sĩ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, theo thầy giáo Đỗ Việt Khoa, đó là vấn đề muôn thuở mấy chục năm, hệ thống giáo dục không phù hợp với phát triển kinh tế hiện tại. Chúng tôi biết rất rõ rằng là hệ thống các cái trường học từ phổ thông đến đại học cao đẳng Việt Nam là không làm được cái nhiệm vụ đó là đào tạo con người mình về mặt chuyên môn tốt nhất. Những cái lý thuyết dạy ở trong trường học mà nó không có ý nghĩa thực tiễn. Cái trình độ thực hành của sinh viên học sinh Việt Nam mình nó hết sức là kém. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa nói thêm, rất nhiều các môn học vô bổ được đưa vào chương trình học đại học, đào tạo tiến sĩ như triết học Mác Lê, lịch sử Đảng, chủ nghĩa cộng sản khoa học v.v. Bên cạnh đó là quy trình tuyển dụng sinh viên đại học lại khá dễ dàng. Đại học bây giờ mặc ra như lẫm nhiều quá, dẫn đến việc là các trường thiếu chỉ tiêu là họ vơ vét tất. Kể từ các trường công lập cũng phải vơ vét sinh viên, cho nên các trường dân lập cũng tìm cách vơ vét hạ chỉ. Điều đó dẫn đến hậu quả là chất lượng đại học của Việt Nam thấp. Theo đề án xuất khẩu lao động do ông Doãn Mậu Diệp dự tính trình lên chính phủ lần này, tập trung vào lao động có trình độ kỹ thuật. Tuy nhiên, nhà giáo Đỗ Việt Khoa nhận định đề án này là một thất bại và là một chuyện bi hài. Vì theo ông, họ không thể tìm được việc trên chính đất nước của mình. Bằng ngôn ngữ mẹ đẻ thì liệu có hy vọng sẽ tìm được việc ở nước ngoài hay không? Hay đó sẽ là công việc không phù hợp với chuyên môn? Ngô Minh Uyên, cựu du học sinh Nhật Bản, hiện đang làm công việc phiên dịch và quản lý nhóm thực tập sinh ở đảo Shikoku, Nhật Bản, cho biết thực tế về công việc của nhóm người này được gọi là thực tập sinh kỹ năng, một tên gọi khác Nhật Bản dùng để nói về người xuất khẩu lao động phổ thông. Nói về đối tượng này, cô cho biết. Có bạn đó thì có tốt nghiệp đại học ra, rồi có bạn đó là sắp lấy bằng thạc sĩ, có những người học rất là cao, tuy nhiên là không có công việc ổn định ở Việt Nam, cho nên họ quyết định chọn cái con đường đi tu nghiệp. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa cũng không hy vọng về sự nghiệp của số cử nhân thạc sĩ đó ở nước ngoài. Tôi chắc là đa số là sẽ làm những cái việc phổ thông thôi, không làm được những việc chuyên môn, hoặc là ra nước ngoài người ta phải đào tạo lại. Đối với đề án mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam đề ra qua lời ông Doãn Mậu Diệp, thì nhiều người cho rằng chất xám Việt Nam đang tiếp tục tuôn chảy ra nước ngoài một cách không thương tiếc. Kính mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi ngay bên cạnh để nhận được cập nhật về tất cả các bản tin và phóng sự tại kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên các phương tiện mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!